Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, bình bát hay còn gọi là nasim là quả có vị chát, thường được sử dụng để sát khuẩn, chống viêm, trừ lị, tẩy dung. Trong đông y, bình bát còn được cho là có thể điều trị lao phổi, tiểu đường và các bệnh xương khớp. Cây bình bát còn được gọi là cây nasim, là cây rất phổ biến ở các vùng nhiệt đới. Đây là cây thân gỗ nhỏ, có thể cao từ 5 đến 7 mét và có tán lá rất rộng. Cây phân thành nhiều cành nhỏ, các cành non có phủ một lớp lông mịn, các cành già nhẵn bóng không chứa lông. Lá bình bát mọc sao le thuôn hình mát, dài khoảng 12 đến 15 cm, rộng 4 cm, đầu lá nhọn, gốc lá tròn, mặt trên nhẵn bóng, mặt dưới có phủ một lớp lông mịn, gần lá nổi rõ ràng, cuốn lá có lông, dài khoảng 1 đến 2 cm. Cụm hoa mọc ở các kẽ lá, hoa màu vàng. Đài hoa gồm 3 phiến hình tam giác, mặt ngoài có nhiều lông. Tràng hoa có 2 vòng, cánh hoa hẹp. Khi nở, 3 cánh tam giác bên ngoài mở ra, to, dày, có phủ lông tơ. 3 cánh hoa bên trong nhỏ, có nhiều nhị, trung đới dài. Bầu chứa nhiều noãn có lông. Quả bình bát hình tim, chia thành 5 ô gốc mở. Khi non, quả màu xanh có mùi đặc trưng. Khi chín, quả có màu vàng, hạt hơi trắng ngà, có mùi thơm nồng, có thể ăn được. Mùa hoa vào tháng 5, tháng 6, mùa quả vào tháng 7, 8. Thân, quả, hạt, lá và rễ cây bình bát được ứng dụng để làm dược liệu. Bình bát có nguồn gốc từ Trung Mỹ, Brazil, Nam Mexico và Peru. Tại Việt Nam, cây được tìm thấy ở các vùng đất nhiễm phèn ở các tỉnh ven biển từ Bắc vào Nam. Bình bát ưa nước, do đó thường phát triển ở bờ sông, rìa kênh, mương, ao hồ. Lá bình bát có thể thu hái quanh năm, rễ nên thu hái ở những cây lớn, rễ to, khỏe. Quả thu hái tùy vào mục đích sử dụng, hạt thu hái khi quả chín, bỏ phần thịt lấy hạt dùng. Sau khi thu hái rửa sạch để ráo nước, có thể phơi khô hoặc dùng tươi đều được. Bình bát có mùi thơm đặc trưng nên rất dễ thu hút côn trùng nhỏ. Do đó, khi bảo quản cần chú ý tránh nơi có nhiều côn trùng. Ngoài ra, bảo quản dược liệu ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh độ ẩm cao để khô làm ẩm mốc, hư hỏng dược liệu. Toàn thân cây bình bát có vị đắng chát, chứa độc tố, đặc biệt là ở vỏ thân và hạt. Tác dụng dược lý. Theo y học hiện đại, tác dụng kháng nấm, kháng khuẩn, ức chế sự phát triển của một số loại nấm và vi khuẩn gây nhiễm trùng hệ thống hô hấp. Tác dụng độc với tế bào. Chế xuất từ hạt, vỏ thân và rễ bình bát được cho là có thể tiêu diệt các tế bào ung thư phổi, ung thư kết tràng, ung thư hầu mũi và ung thư bạch cầu dòng lympho. Tác dụng tiêu diệt côn trùng, ấu trùng, con ghẻ, cháy rận. Theo y học cổ truyền, chống viêm, kháng khuẩn, sát trùng, nhuận tràng, lợi tiểu, an thần, chống trầm cảm, thanh nhiệt, giải độc, làm mát cơ thể, hỗ trợ bài tiết. Chủ trị: điều trị mề đay, mẩn ngứa, trị bệnh lao phổi, hỗ trợ cải thiện các bệnh xương khớp, điều trị tiểu đường. Cây bình bát có tác dụng gì? Toàn thân cây có vị chát và chứa một chất độc nhẹ, quả chín có thể ăn được, vị chát, ngọt ít. Quả xanh có tác dụng kháng khuẩn, sát trùng, trừ giun, điều trị kiết lỵ. Quả có thể thái mỏng, phơi khô, xắt thành thuốc dùng chữa sốt, tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp cấp. Hạt bình bát có thể điều trị kiết lỵ, tiêu chảy,
nhưng chứa độc, do đó thường chỉ sử dụng bên ngoài. Hạt phơi khô, giã nhuyễn, nấu nước đặc, dùng gội đầu có thể trừ cháy rận, ngâm quần áo trừ con trùng nhỏ hoặc sử dụng nước trừ sâu tự nhiên. Hạt có thể đốt thành tro, dùng trộn với dầu dừa, bôi vào vết gẻ lửa để chống lành. Lá giã nát, ép lấy dịch có thể sử dụng để trừ cháy rận trên người và gia súc. Ở Philippines, vỏ thân và rễ cây bình bát được sử dụng để chữa đau dạ dày, viêm lợi, đau răng và chữa sốt. Cách dùng và liều lượng. Bình bát có thể dùng tươi hoặc khô đều được, có thể dùng độc vị hoặc kết hợp với các vị thuốc khác. Liều lượng không quy định, phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và yêu cầu của toa thuốc. Bài thuốc sử dụng bình bát. 1. Điều trị mề đay, mẩn ngứa. Sử dụng một bó lá dừa khô nhỏ và một vài nhánh cây bình bát tươi rửa sạch để ráo nước. Trước tiên, người bệnh cần đốt lá dừa khô để tạo lửa. Sau đó, đặt lá bình bát đã ráo nước lên trên để tạo khói. Cởi quần áo hoặc hơi những vị trí bệnh mề đay qua khói, đến khi đổ hết mồ hôi thì lau khô người, mặc quần áo mới. 2. Điều trị bệnh lao phổi. Sử dụng 20g thân vỏ cây, thái thành lát mỏng, phơi khô, đun sôi cùng 1,2 lít nước, dùng uống trong ngày. 3. Chữa đau nhức xương khớp, tay chân nhức mỏi. Sử dụng trái bình bát đập dập, hơ qua lửa nóng, chườm vào vị trí đau nhức hoặc đau. Nếu khu vực đau ở lưng, người bệnh có thể đặt quả hơ nóng lên lưng rồi nằm nghỉ ngơi. Biện pháp này có thể cải thiện các cơn đau ở vùng cơ và khớp hiệu quả. 4. Điều trị bệnh tiểu đường. Sử dụng quả xanh, thái mỏng, bỏ hạt, phơi khô. Mỗi lần dùng 5g đun nước dùng uống trong ngày. Đây là biện pháp đơn giản, có thể hỗ trợ làm ổn định đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. 5. Chữa bướu cổ. Sử dụng quả tươi, cắm xiên qua một cây đũa, nướng cháy xém vỏ, để nguội vừa phải. Dùng lăn lên bướu, mỗi ngày thực hiện 3 lần, mỗi lần khoảng 30 phút. Mỗi lần lăn khoảng 2 đến 3 quả, làm liên tục đến khi bướu tan hẳn. 6. Chữa tiêu chảy, kiết lỵ, trị dung sáng. Sử dụng quả bình bát xanh, phơi khô, thái lát, mỗi lần dùng 8 đến 12g, sắc thành thuốc, dùng uống. Lưu ý khi sử dụng bình bát. Bình bát có chứa độc, do đó khi sử dụng cần hết sức thận trọng. Không để nhựa, nước của cây bắn vào mắt để tránh kích ứng. Ngoài ra, khi sơ chế nên tránh để tiếp xúc trực tiếp với da, nhựa cây có thể gây dị ứng, kích ứng, mề đay, mẩn ngứa. Bình bát là một loại cây mọc hoang ở nhiều nơi, có nhiều ứng dụng trong y học. Tuy nhiên, cây có chứa độc tính, do đó khi sử dụng, cần trao đổi với thầy thuốc hoặc người có chuyên môn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.